Chào mừng các bạn quay trở lại với channel OVBiz. Chủ tịch tập đoàn Mường Thành, đại gia điếu cầy, cái biệt danh không quá xa lạ với những ai thường xuyên theo dõi tin tức và kinh tế. Hút điếu cầy đi Rolls Royce là điều mà vị đại gia này thích làm. Tuy nhiên, dù có đầu óc kinh doanh và khối tài sản kếch xù, đại gia điếu cầy vẫn không tránh khỏi vòng lao lý. Ngày 10 tháng 8 năm 2023, ông Lê Thành Thản phải hầu tòa vì cáo buộc lừa dối khách hàng. Thông tin chi tiết về cuộc đời, khối tài sản khổng lồ và lý do vị đại gia này bị bắt, tất cả sẽ có trong video Hồ sơ đại gia Lê Thành Thản, giàu đến mức nào, vì sao bị bắt. Đại gia điếu cầy tên thật là Lê Thành Thản, ông sinh năm 1949 ở Diễn Châu, Nghệ An. Năm 37 tuổi, ông kết hôn cùng bà Hoàng Thị Huệ, họ có cùng với nhau 3 người con. Con gái lớn của ông Thản là bà Lệ Thị Hoàng Yến, hiện là tổng giám đốc chuỗi khách sạn tư nhân Mường Thành. Hai người con còn lại khá kín tiếng, duy nhất chỉ có cậu út là có vài lần xuất hiện. Năm 1974, khi sắp tốt nghiệp cấp 3, ông ngưng việc học và lên đường ra trận trong những năm cuối cùng của cuộc chiến chống đế quốc Mỹ. Ông Thản giữ vai trò là chiến sĩ thông tin. Sau chiến tranh, ông được cử đến Lai Châu và trở thành phó chánh văn phòng huyện ủy. Với cương vị này, ông quy tụ công nhân vào tham gia xây dựng các công trình cho địa phương. Quá trình lập nghiệp. Vào những năm đầu của thập niên 90 ở thế kỷ trước, ông Thản thành lập xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu, sau đổi thành doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Lai Châu và nay là doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Nhờ chuyển sang làm tư nhân, được tự do thoải mái trong các quyết định của mình, ông kiếm được những gói thầu lớn không chỉ ở Lai Châu mà còn ở tỉnh Phong Sa Ly của Lào. Đây cũng là thời điểm ông cho xây dựng khách sạn đầu tiên ở Lai Châu. Năm 1992, doanh nghiệp tư nhân của Lê Thành Thản mạnh dạn đứng ra đấu thầu gói sửa chữa 70 km đường bộ từ cửa khẩu Tây Trang đến Mường Khoa trên đất bạn Lào có trị giá 11,7 triệu đô la Mỹ. Đây là món lợi lớn nhưng nhiều đơn vị nhà nước không đủ thực lực thực hiện. Năm 1993, ông xây dựng khách sạn Điện Biên Phủ tại Điện Biên. Khách sạn hoàn thành vào năm 1994, đúng dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Điện Biên. Và đây cũng là cơ hội để ông Thản được tiếp kiến nhiều quan khách trung ương, mở ra con đường về Hà Nội sau này. Năm 1996, tỉnh Lai Châu đề nghị ông Thản nhượng lại khách sạn Điện Biên Phủ và họ sẽ đổi cho ông những khu đất khác có giá trị tương đương. Ông Thản chấp nhận. Sau khi đổi, ông cho xây dựng nền khách sạn Mường Thành. Đây cũng là thời điểm mở đầu cho sự ra đời của thương hiệu Mường Thành. Khi ít vốn và cả khi trường vốn, nên áp dụng sách lược mua rẻ để bán rẻ hoặc kinh doanh lâu dài. Chính sách giá rẻ luôn là một chiêu bán hàng hay nhất. Đó là nguyên tắc kinh doanh của ông Thản. Bí quyết của ông Thản trong việc kinh doanh chính là giảm mức giá xuống con số thấp nhất có thể. Ông làm theo tiêu chí nhanh gọn, không vay mượn, không tồn đọng nên quay vòng vốn nhanh hơn. Quá trình kinh doanh và tích lũy tại Lai Châu giúp ông Thản gây dựng được một số vốn lớn và bắt đầu kế hoạch tiến về Hà Nội thông qua kinh doanh bất động sản. Khu vực ông chọn đầu tiên là khu đất ở bán đảo Linh Đàm. Những năm 90, đây chỉ là khu vực ngập nước kém phát triển ở xa trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên, ông Thản nhanh chóng nhìn thấy cơ hội, dồn tiền và thu mua đất ở đây để dành. Những dự án chung cư tại Sa La, Đại Thành, Kim Văn Kim Lũ, Linh Đàm của doanh nghiệp xây dựng số 1 Lai Châu được tiến hành đều đặn trong các năm. Những lô đất được ông mua với giá chỉ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Triết lý kinh doanh của vị đại gia điếu cầy này là không để tiền chết, quay vòng vốn nhanh. Sau khách sạn Mường Thanh đầu tiên ở Điện Biên Phủ, năm 2003, khách sạn Mường Thanh Hà Nội đầu tiên đã được mọc lên. Những năm tiếp theo, các khách sạn mang tên Mường Thanh lần lượt mọc lên theo chiều dài của đất nước. Cho đến nay, hệ thống khách sạn Mường Thanh, tính cả những dự án đang triển khai, đã lên đến con số 45 dự án với 39 khách sạn đang hoạt động, trải dài gần 30 tỉnh thành trên khắp cả nước. Tập đoàn Mường Thanh có hơn 5.000 phòng khách sạn. Năm 2013, một công ty nghiên cứu thị trường cho biết cả nước có khoảng 62.000 phòng khách sạn. Tính ra thì lượng phòng khách sạn của tập đoàn Mường Thanh chiếm khoảng 10%. Mường Thanh hiện đang là chuỗi khách sạn quy mô nhất tại Việt Nam. Khối tài sản. Vào những năm 90, ông bỏ tiền thu mua khu hồ đầm ngập trũng nước và cho dù không cách xa trung tâm Hà Nội, nhưng đây được coi là khu vực kém phát triển nhất. Tuy nhiên, ông chủ Mường Thanh nhìn ra được giá trị và cơ hội trong tương lai đối với vùng đất này. Cũng không ngoại lệ khi suy nghĩ nhanh nhạy và hành động dứt khoát khi quyết định đầu tư để giành vào bán đảo Linh Đàm. Không dừng lại ở đó, ông còn mở rộng những dự án chung cư tại Sa La, Đại Thành, Kim Văn, Kim Lũ. Điển hình như tại dự án Sa La, ông Thản đã xin đầu tư khu đô thị Sa La tại Hà Đông trên diện tích 32 ha. Khu đô thị được xây dựng gồm 10 chung cư và hàng trăm căn liền kề đã hoàn thiện. Đáng kể là vào thời điểm sốt giá đất, ở đây từng lên tới 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Trong khi tài liệu công ty cho biết, tổng số tiền đền bù vào năm 2005 chỉ là 64 tỷ đồng. Hay như quần thể khách sạn, biệt thự sang trọng tại xã Đại Kim, Thanh Trì cho thấy ông chỉ mua một lô đất 8.000 m2 này với giá 16 tỷ đồng.
trong khi bây giờ con số này đã được đội lên gấp hàng chục lần. Nổi tiếng với việc kinh doanh phân khúc nhà ở thương mại trung bình với giá bán từ 15 triệu đồng một mét vuông, các căn hộ tại dự án bất động sản mà ông Thản bán đều có giá trị trong khoảng từ 600 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Phân khúc nhà ở này của ông luôn đưa lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, từ khách hàng bình dân đến khách hàng thượng lưu. Do đó, mỗi khi mở bán đều đắt như tôm tươi, hàng năm bán ra hàng nghìn căn hộ. Với những chiến lược kinh doanh hợp lý và chắc chắn, đại gia Điếu Cày nhanh chóng lọt top doanh nhân giàu nhất nước ta. Ở tuổi 66, ông sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất Việt Nam, cùng với đó là hàng loạt bất động sản được bán ra mỗi năm. Ông Thản còn có một trang trại bảo tồn khu động vật hoang dã rộng 100 hectare, riêng vườn thú rộng 35 hectare, với nhiều động vật quý hiếm trong đó có tê giác, sư tử, hổ, bò tót. Ông Lê Thanh Thản nắm giữ 46,71% tổng cổ phần của công ty du lịch dầu khí Phương Đông. Bên cạnh đó là hàng loạt thương hiệu có tiếng của tập đoàn Mường Thanh như Mường Thanh Safari, vườn thú lớn nhất miền Bắc, trung tâm đa chức năng VRC, trung tâm Fitness Plus, chuyên fitness và yoga 5 sao, hay công viên lớn nhất Hà Nội mang tên công viên nước Thanh Hà. Năm 2016, doanh thu công ty ông Thản là 315 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước đó. Ông cũng có thú chơi xe sàng khi sở hữu một trong hai con Rolls Royce chính hãng đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài thú cưỡi Rolls Royce, ông Thản còn có niềm đam mê về điếu cày. Trên mỗi chiếc xe của ông đều có điếu cày bên trong, vì thế ông được người ta gọi là đại gia điếu cày. Vì sao bị bắt? Mới đây, ông Thản đã bị khởi tố vì tội lừa dối khách hàng. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 7 năm 2019. Lúc này, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, đồng thời khám xét trụ sở công ty ông. Trước đó, không ít khách hàng lên tiếng phản ánh những bức xúc của mình khi mua căn hộ tại CT6C của công ty Burmes ở Kiến Hưng, Hà Đông. Dự án chung cư CT6 do công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Burmes làm chủ đầu tư gồm hai tòa là CT6A và CT6B. Tuy nhiên, trên thực tế, phía chủ đầu tư đã tự ý xây thêm 4 căn biệt thự và tòa CT6C cao 30 tầng với 438 căn hộ. Điều này là làm sai quy hoạch đã được duyệt trước đó. Do bức xúc về vấn đề không được cấp sổ hồng, cho nên người dân đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng. Theo cơ quan chức năng, có 488 hộ dân đã mua nhà tại dự án của ông Thản nhưng không được cấp sổ hồng. Tổng số tiền mà các hộ dân bỏ ra mua nhà là 534 tỷ đồng, trừ đi 53 tỷ đã nộp thuế. Viện kiểm sát xác định ông Thản đã thu lợi bất chính hơn 481 tỷ đồng, gây thiệt hại cho 488 khách hàng mua nhà. Vì sao? Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngày 10 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị đưa ra xét xử vì tội lừa dối khách hàng. Theo thông báo từ thư ký phiên tòa, có 143 người dân trên tổng số 504 người mua nhà của ông Thản có mặt ở tòa với tư cách bị hại. Tại tòa, ông Thản cho hay mình và con gái và người họ hàng mua lại công ty Burmes, doanh nghiệp thuộc Hà Tây cũ, từ năm 2009. Ông Thản sở hữu 90% cổ phần, giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty. Ông là người chịu trách nhiệm chính điều hành công ty, triển khai xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng. Theo ông Thản, dự án được quy hoạch xây dựng 3 block, trong đó block ở giữa xây khách sạn và văn phòng cho thuê. Thời điểm đó, công ty cho rằng việc xây khách sạn này không khả quan nên đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho chuyển công năng sang xây căn hộ. Theo lời khai tại tòa của ông Thản, việc đề nghị đã được thành phố chấp thuận, nhưng công ty đã không làm các thủ tục tiếp theo mà xây dựng luôn nên mới dẫn tới sai phạm. Tòa nhà này không sai quy hoạch mà sai công năng, về kết cấu 3 block không thay đổi gì, ông Thản phân trần. Theo hồ sơ vụ án, công ty có nhiều văn bản đề nghị nhưng không được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý, chủ tọa hỏi. Ông Thản nói, Ủy ban đồng ý nhưng công ty không tiếp tục theo đuổi vì nghĩ thế là xong rồi. Theo cáo trạng, công ty của ông Lê Thanh Thản đã nhiều lần xin điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch tại dự án trên nhưng không được chính quyền Hà Nội đồng ý. Sau đó, ông Thản vẫn chỉ đạo thi công xây dựng dự án vượt quy hoạch, hàng trăm căn nhà được xây dựng không phép và bán cho người dân. Khi được tòa hỏi về phương án giải quyết hậu quả vụ án, ông Thản cho biết công ty đang tập trung khắc phục. Công ty đề nghị thành phố Hà Nội cho phép để lại các căn hộ sử dụng tiếp và công ty sẽ làm các thủ tục tiếp theo, ông Thản nói. Chủ tọa giải thích, những căn hộ xây sai quy hoạch nên không được cấp sổ đỏ, bị cáo có đưa ra phương án nào khác? Ông Thản cho biết đã đề nghị 3 phương án nhưng chưa thỏa thuận, lựa chọn được phương án nào. Cụ thể, nếu như căn hộ đó xây sai quy hoạch, không được cấp sổ đỏ, công ty sẽ đền bù bằng cách xin đổi cho người dân khu căn hộ ở khu Thanh Hà, huyện Thanh Oai, hoặc công ty cũng đưa ra phương án mua lại căn hộ theo giá trị hợp đồng chuyển nhượng. Ở chiều ngược lại, người dân mua nhà không đồng ý với các phương án trên mà đề nghị công ty mua lại theo giá thị trường. Khi được tòa hỏi, bà Đinh Thị Nguyệt cho biết, thời điểm mua nhà, ký kết hợp đồng thì công ty của ông Thản cam kết hỗ trợ người dân thủ tục được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, sau khi mua nhà, bà Nguyệt đi làm thủ tục cấp sổ thì cơ quan nhà nước trả lời, tòa nhà xây dựng sai phạm nên không được cấp sổ. Theo bà Nguyệt, người dân đã đi khảo giá,
giá chuyển nhượng căn hộ gần khu vực tòa nhà hiện nay là 25,5 triệu đồng một mét vuông, nên đề nghị công ty mua lại theo giá này. Nhiều người dân khác khi được hỏi cũng đồng tình với ý kiến trên của bà Nguyệt. Trước các đề nghị của người dân, tòa tiếp tục thẩm vấn ông Lê Thanh Thản. Ông Thản khẳng định, chúng tôi sẽ thỏa thuận với người dân, sẽ đàm phán mức đền bù, khắc phục hợp lý hợp tình nhất cho cả hai bên. Trước những ý kiến khác nhau về phương án khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau khi hội ý, chủ tọa cho biết hội đồng xét xử thấy có một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa cũng thông báo cho những người đã mua nhà trái phép của ông Thản mà chưa liên hệ với cơ quan điều tra thì tiến hành liên hệ nộp đơn, chứng cứ để tham gia tố tụng vụ án. Trên đây là toàn bộ thông tin về chủ tịch Mường Thanh, đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.